Sáng ngày 3 tháng 4, tại quảng trường 7 tháng 5 thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, đã diễn ra lễ khai mạc cuộc đua xe đạp toàn quốc trên cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 36 năm 2024, non sông liền một giải. Đây là lần đầu tiên chặng khai mạc của giải được tổ chức tại thành phố Điện Biên Phủ. Vì vậy, rất đông người hâm mộ tại địa phương đã có mặt, tạo nên bầu không khí đầy sôi động. Ngay sau lễ khai mạc, chặng một cuộc đua xe đạp toàn quốc trên cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra. Tại chặng này, các cô rao hoàn thành 15 vòng đua quanh thành phố Điện Biên Phủ với tổng lộ trình 52,2 km. Các đội nhập cuộc đầy hứng khởi nhằm tìm kiếm kết quả thuận lợi trong ngày khai màn. Tập thể An Giang quyết định đánh ngay từ mức sprint đầu tiên, với người chiến thắng chính là áo vàng HTV Cup 2023 Peter Rikunov. Đến mức sprint 2, Trần Văn Nhã của 620 Nông nghiệp Vĩnh Long nỗ lực đi solo, rồi giành 5 điểm thưởng. Qua những mức giải thưởng dọc đường, một nhóm tay đua tách tớp ra khỏi đoàn đông, nhưng cuối cùng vẫn bị bắt lại. Bước vào 500m cuối, đương kim áo vàng của cúp truyền hình Peter Rikunov tung cú nước rút để giành chiến thắng ở chặng đầu tiên cho tập đoàn Lộc Trời An Giang. Hôm nay thật sự tôi rất là vui mừng khi các học trò của chúng tôi đã thực hiện được đúng chiến thuật của ban luyện viên ra và chiến thắng chặng đầu tiên tại Điện Biên Phủ này. Trong thời gian tập luyện, tôi có thể tin tưởng về khả năng của Rikunov, nên tôi cho anh ta sẽ rút rim đầu tiên và giữ rim thứ hai để còn 10 vòng sau anh ta có thể chiến thắng vòng cuối khi về đích. Em rất vui và sung sướng khi được thi đấu cho màu áo của Vĩnh Long. Em sẽ cố gắng cống hiến hết mình vì đội nhà. Em xin cảm ơn đến ban huấn luyện và anh em của em đã có cơ hội để cho em giành giải thưởng rim thứ hai. Chiến thắng tại thành phố Điện Biên Phủ giúp Peter Rikunov giữ áo vàng và áo xanh sau chặng đầu tiên. Chiếc áo cam dành cho tay đua Việt Nam xuất sắc nhất thuộc về Trần Tuấn Kiệt của đội Ba Găng Đồng Tháp. Nguyễn Văn Nhã của đội đua quân khu 7 giành áo trắng. Giải thưởng dành cho tay đua trẻ có thành tích tốt nhất